khoảng 11 giờ 40 phút ngày 11 tháng 11, tại một công trình đang xây dựng cao khoảng 5 tầng thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, xảy ra vụ đứt dây cáp trong trọc, khiến 3 công nhân xây dựng rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, 3 công nhân đang xây dựng công trình trên lần lượt sinh năm 1954, 1961 và 1978 đều ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Khi bước vào thùng sắt để được tời đưa xuống để nghỉ trưa, thì bất ngờ dây cáp bị đứt, khiến cả 3 người rơi xuống đất tử vong tại chỗ. Công trình đang xây dựng là một khách sạn tư nhân có địa chỉ A7, 67, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Chủ thầu công trình là ông Tô Vũ Lê Hải, sinh năm 1985, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Phan Thiết đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra nguyên nhân sự việc